Trong khuôn khổ diễn đàn hợp tác Á-Âu ASEM mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo ASEM về thúc đẩy kinh tế số trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0 với sự tham gia của đại diện các nhà lãnh đạo các nước ASEM. Cuộc cách mạng 4.0 góp phần đáng kể vào việc dịch chuyển nền kinh tế số toàn cầu. Hiện có 1 phần 2 dân số thế giới đã kết nối trực tuyến, 1 phần 3 trên mạng xã hội, 53% qua điện thoại di động. Nền kinh tế số ngày càng bao phủ trong tất cả các khía cạnh kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, song song với đó là những thách thức trong việc hiện thực hóa các lợi ích tiềm năng của nền kinh tế số. Đó là khoảng cách và sự khác biệt về quy định pháp lý và cơ sở hạ tầng. Cơ sở hạ tầng còn yếu kém, khả năng thích ứng chuyển đổi công nghệ kém. Vì vậy, hội thảo được tổ chức nhằm thúc đẩy nhận thức về sự hiểu biết về nền kinh tế số, thực trạng, vai trò và tác động, thách thức và cơ hội, xem xét cách thức các thể chế cũng như việc chuyển đổi chính sách và quy định để theo kịp sự chuyển đổi của kỹ thuật số, phục vụ cho sự kết nối và tăng trưởng bền vững, đồng thời chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm về cách thức hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tận dụng lợi thế của nền kinh tế số ở nhiều khía cạnh khác nhau, cụ thể như thương mại điện tử, công nghệ tài chính, vân vân.